Vô bánh rồi. Nhỏ nhỏ, nhỏ. Quá trời một cục luôn cả nhà. Lên bắt con dưa. Trời ơi. Cá này cả nhà nhộm nè. Con này cụm là một con chín lạng 1 ký luôn đó nha. Xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Nay hai cha con mình tiếp tục thăm lợ cá nha. Bây giờ qua tới đây diễn mưa quá trời nha. Quá trời chuyển à. Biết hai cha con mình thăm kịp nữa cả nhà. Mấy đường kinh bên đây là trống nha cả nhà, trống nha. Đi tới trước chút là có lục bình với rau mát không cả nhà. Con mình vô thăm bên trong này một cái nha cả nhà. Rồi bây giờ mình mời cả nhà theo hai cha con mình trải nghiệm những cái lợ cá nha. Biết mình quay được không nữa cả nhà ơi. Không mưa đi quay được, mưa là bó tay luôn à. Đây con cái nha. Tàu vừa rút rất tùm lum tùm la nha. Thấy im ghê kìa. Im ghê, không có gì nhảy hết. Con có phi à? Con một hả? Làm mồi luôn đi. Coi có gách gì không? Sợ gách loại nhỏ nhỏ. Trước quớt á nè. Cái đầu tiên luôn. Tiếp tục nè, đi con cái nè. Bên này lại không bụng lên luôn. Nó bụng lại lên. Gì vậy? Có phi à? Hai cái cái quớt luôn đó nha. Nó cửa có hôm nó sạch nước, rồi. Nước cái đỏ tàu rồi, bữa hôm nước nó trong. Cái thứ ba thế nè. Mình cảm thấy lợ luôn phải không? Nhét bên đây mà. Nè. Mày đổi nhét bên đây mà. Cho mát nè. Đâu đó đó. Cấm đậu là lũng á. Kê vậy. Cái sạc không à. Để lại đi. Đi con cái luôn đó nha. Chỗ này mát. Xuống chút. Né chút đi. Dài không? Nâng cấp cái lợi rồi dễ luôn hả? Nước trong là có đó. Thấy chưa? Mấy gọt? Vô bánh rồi. Nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ. Quá trời một cục luôn cả nhà. Lên bắt con dưa. Trời ơi. Cá này cả nhà nhộm nè. Con này cụm là một con chín lạng 1 ký luôn đó nha. Nè. Quá trời luôn cả nhà ơi. Quá ngon à. Ba con hai con hả? Hai con hả? Rồi bắt luôn đi. Ôi. Hay đi. Dạ. Cái này. Thấy cái ruột cây. Cái này kiến rồi. Đây cái chuyện nó phóng xuống này. Cái em ghê mà dở lên nó ruột cây trời ơi. Hồi kiến rồi cái nhà biết làm sao không? Mình không có thăm được, người ta đang trồng gãy nha. Hai con này đủ vốn nha. Dư vốn luôn rồi. Nắm không hết luôn á. Hai con này dư vốn rồi. Nó vô một cặp luôn quý. Hai tay luôn.
Trời ơi, quá ngon đó nha. Phải vô đây. Cái đồng cá này, cá đồng gặt nữa đó nha, đang thui cho lùi nè. Cá đồng. Còn cái chết đó gì vậy? Có đâu. Cá này lâu năm nữa nha. Hồi nãy thăm 3-4 cái nha. Cỡ nhau luôn á. Ừ. Quá đã. Hồi nãy mình thăm 3-4 cái nhà chứ quất không. Cái này cái lụng gạo liền. Vô. Rồi, bây giờ mình đi tiếp luôn. Cái này cái mình bỏ cụ phải từng gọi nữa nha. 4 cái là hồi nãy là cái đầu tiên á, bỏ cụ á. Giờ còn 3 cái nữa. Cho nó hút gặp như hồi nãy nữa nha. Im ghê. Bự luôn. Nó nhỏ nhỏ, đừng nói lớn quá. Cỡ dưới phải lên chứ. Lên xuống khó lắm. Quá trời ốc luôn đó nha. Hai con nhỏ đó, con nhỏ làm mồi được. Nè cái nha. Con này mà nói tầm 4 lạng đó nha, không có nhỏ đâu nha. Ừ. Bây giờ để mình bắt luôn đó nha. Mình không hạn chế quay nữa nha. Tục đó nha. Cái này mình mới dời từng rồi. Cái này tính lại là 7-8 ngày luôn đó nha, hai tuần bỏ mình lại bị đã ở giường đó. Không có thăm được bỏ luôn. Im ghê. Coi có gách không nha. Chết quớt nha. Có ốc thảy ra. Để con cái luôn đó nha. Cái này mát nè, cá ưa dừa vô đây nè. Nói kỹ kìa. Luôn ngày quá, hai tuần rồi. Chết luôn, bắt hai con luôn. Chết hết luôn hả? Ừ. Cái chín ngạnh á. Ừ, lâu quá mình không thăm á, ủ luôn. Sao vậy lên nè. Ừ. Vô cặp chết luôn hả? Dạ. Nhưng có lóc gì nữa phải không? Hai con cá chi chết hết trơn nè. Nè, tháo cây ra mới bắt cá sặc được, rồi mới bẻ mấy cái này được. Tháo cây ra chứ. Đây còn cái luôn cái nha. Lại nghe ông bồng. Cái này không cần dính nè. Làm như cái lợn ngang bên cái gì vậy. Đem lên giời hay chứ. Rửa cái hông cái. Để con cái luôn đó nha. Cái lợn ướt cái đó thấy không. Cái gì. Ồ, bự nhỏ vậy. Bự lủng mày luôn, vậy nha. Hầm xả. Lóc vô đây, lóc cho nãy vô sao chết vậy không ấy. Có sạc con không? Con lóc kiến này ngon nữa nè. Kiến này ở nhà còn mấy con nữa kìa, hầm xả ok rồi. Đây mình cũng có một cái luôn đó nha. Chỗ này chỗ lý tưởng nè, dính hoài luôn nè. Hôm nay sao chưa biết nha. Nước đang chạy vô đó nha, nước lớn. Bự không? Em cái chi nha. Để lấy túi lưới cho. Bắt ở dưới luôn, không có sảy đâu, cái chi không sảy đâu, cá lóc mới sảy. Đứng nó bắt được rồi, phải lên. Cái chi khó sảy lắm, nó có ngạnh phải không? Không có gô làm như bắt được luôn á chứ. Cái gô vô bữa luôn á. Ủa, Quỳnh đem bao tay cho mày nãy. Thấy bao tay không? Nó dậy quá trời dậy.
Để bao tay cái đi. Mình để bao tay vô dễ bắt thế nè. Không sợ đâm rồi nó gít nữa, nó không có trơn. Để đại đừng có sợ, nó không có đâm đâu, đâm nổi đâu. Để đại luôn đó. Ừ. Thấy không? Bao tay bắt nó tiện lắm. Mình từ xa thấy nhộng lên, ô làm như ai thăm rồi. Bữa nó nổi lên lần rồi, nó nổi lên rồi sửa lại. Một người ta thăm, hai là dính cá bự nha. Làm như có ai kéo lên mà ơi. Một bị kéo lên, hai dính cá bự đó. Dòm có gắt không? Làm như có người thăm. Cho bá luôn. Vậy là gắt rồi. Gắt cách cái đầu chìm luôn á. Ra được cái gì á. Trời ơi, đâm ra cái. Đỏ. À, nó ra được á. Cách cái đứt, đầu đó heo. Đứt dây luôn nè cả nhà. Đứt dây hom luôn nè. Nặng lắm á. Nè, dây hom nè cả nhà thấy không? Đây không phải chuột nha, tại vì này là nước nhiều lắm. Nó chìm xuống dưới á. Chuột không có cắn chỗ này được cả nhà. Cắn cắn mấy cái trên này thôi. Và bây giờ để mình lấy cái loại khác đây. Còn nó vô thăm trong đó hai cái hồi nãy cái nhà bị có không có chưa biết nha, mình không dám vô, mình giữ xe ngồi trên xe luôn cái nhà. Dính đâu? Dính được em mà có lắp để vô đây nè. Con này cỡ 200g nha, 200g yếu một bu phải không? Rồi nó vô luôn. Kinh này hồi nãy giờ chưa được con nào hết trơn nha. Kinh kia chín ngon, kinh này dở quá. Như ngã xúc cây gì coi. Lũng hàng coi. Ít rất nhiều, ít để lại, không nhiều bắt. Ừ, bắt luôn nè. Đi con cái luôn nè. Này không dính dời luôn. Cá nó không có dựa vô đây phải không? Dựa vô trộn đống cỏ đó đó. Bắt nó sặc luôn. Không có sặc luôn nè. Sặc bướm ngon quá trời luôn nè. Bắt luôn. Ôi con lươn quá trời bá nó đó nha. Lươn này mới chết nè đó nha. Lươn này mới chết. Con vô thăm ở trong được con có lóc như con lươn ấy. Con lươn này cái đầu nó bị cái gì cắn nó hả? Một thì cua kẹp, hai thì con lươn bị lỡ. Lươn này quá trời bự nha. Đúng rồi. Lươn này hơn 300g. Thôi để mình xử lý nè. Bây giờ hai cha con qua tới đây mưa nữa cả nhà. Giờ cái nhà người ta không có ở cả nhà, có hàng ba nè. Có ghế ngồi luôn nè. Xe mình để ở ngoài. Mưa không à. Chỗ này chắc hết thăm được cả nhà. Chỗ này sao quay. Rồi thí dụ hồi là hết mưa thì mình thăm tiếp cả nhà. Như còn mưa thì mình kết thúc luôn nha. Quá trời chuyển luôn rồi nè. Bây giờ mình chạy về. Chạy về tới khu vực mình không có mưa đã không? Mà đổ cá ra luôn kia. Mà nó ngọt hết. Nãy con lươn nãy có 400g bị lỡ đầu bỏ luôn. Quá trời luôn. Có hai cái lóc nè. Có hết kìa vậy. Ê, đừng có chết cái mày. Ồ. Ê, vô đi. Nó có như lắc lấy cân mẹ mày thử chứ, cân hai con này thử rồi. Vô một lần hai con luôn. Ôi mà mạnh quá vậy.
Cái thìa đâu rồi? Cái thìa dính hết rồi. Má trời, con có lóc này không? Đi hoài. Một, hai, ba, bốn, năm, năm con có lóc. Một khó che bữa nay. Ta dư cân con thử rồi. Cân con có lóc thử rồi được không? Không bỏ gì luôn hả? Khỏi. Lóc miếng. Khỏi bột. Cân, ở cân thử con rồi. Mẹ khỏi bột đi quyền chân cân chứ. Đó. Ta thử rồi. Con là miếng. Co lại. Co lại chút. Co nó lại cái đuôi. Đi đâu được không biết nữa à. Thôi nè. Rồi muốn tới ra liền. Một liếm nữa đang. À 900, 900 yếu. 900 yếu. Khoảng phải bơm lại. Con kia cái ta cỡ cỡ 700. Chắc thứ là phải cân chứ. Phải cân chứ thứ à. Lấy cái nồi kia ra chứ. Sao nhảy quá trời, đi hồi nãy không nhảy ta. Vậy là hai con là gần 2 kg rồi đó nha. Vì cái con nó nhảy hoài luôn kìa, nó kho nó luôn đi. Lấy rỗng không? Cá cổ đây phải không? À. Rồi, mình cũng không hết luồng lờ nha nè. Mưa quá trời mưa luôn cả nhà. Còn mình cũng chúc cho nhà xeo giá vui vẻ nha. Bye bye. Đây cái là cái cá hôm qua mình chưa ăn nữa nha. Rồi bỏ vô luôn. Thì con bỏ vô.